Đeo tai nghe khi lái xe máy bị phạt bao nhiêu tiền? Nhiều người hiện nay có thói quen đeo tai nghe khi đang điều khiển xe máy. Điều này gây mất tập trung, giảm chú ý và có thể dẫn đến tai nạn. Theo điểm C, khoảng 3, điều 30, Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Do đó, hành vi đeo tai nghe khi đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy được xem là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. Cụ thể, tại điểm H, khoảng 4, điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người đang điều khiển xe, sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Lưu ý, người đang điều khiển xe, bao gồm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Ngoài phạt tiền ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Theo điểm B, khoảng 10, điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Và đó là mức phạt cho người điều khiển xe máy đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.